căn bản thẻ tín dụng là gì? Là cái thẻ tiền ảo nằm trong đó, cầm thẻ chọt vô, xài xong tới tháng trả nợ, đó là thẻ tín dụng. Tự nhiên giờ như Đức sao nó vô được chỗ này, thôi kệ mẹ nó, anh đang ví dụ cái vụ nó gài mình thôi, chứ không phải ví dụ tụi em mở thẻ Techcombank nha anh khủng ương này đâu. Rồi em nhìn trên màn hình em thấy nè, số dư tạm tính là 18 triệu. Đó là hôm nay bao gái hết 18 triệu rồi đó. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, gymer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng mấy em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Nói chung là ngày hôm nay anh gặp nhiều chuyện rất là bực mình. Mà cái chuyện bực mình lớn nhất của anh đó là mấy thằng thầu. Yes. Tụi em thích không? Tụi em like đi, tụi em mua hàng đi. Anh làm video chơi khô máu mấy thằng thầu của này luôn nè. Bức xúc lắm em. Tức không tập tạ được luôn á. Nó vô láo. Bà hổm tức dù bảo hiểm đúng không? Bảo hiểm mình còn nợ tụi em những clip mà từ từ đi. Tại vì giờ trong đang giai đoạn này nhiều khi á, mình chơi bứt gốc người ta quá đó thì nó cũng nó gọi là anh để đức cho hậu thế đi anh. Nói đức hay không đức gì đó thì tao không biết sao chứ tao thấy tao thốn quá đó. Rồi ngày hôm nay á, thì anh trả nợ cho tụi em một cái vlog về thẻ tín dụng. Rất là nhiều người quan tâm tới việc thẻ tín dụng xài sao để cho nó không bị thẻ tín dụng sổ mũi. Anh nói thật với mấy em á, cuộc đời này á, nói chung cái quan hệ trong xã hội này là quan hệ là đa phần đó là vừa hợp tác mà vừa đối đầu. Thì tụi em á chơi với mấy ngân hàng á thì có phải là hợp tác với nó không, đúng không? Nhưng mà cũng có phải là đối đầu với nó không? Tại vì giữa nó với mình á nó có một cái sự mâu thuẫn mà em, đúng không? Nó ăn lời trên đầu trên cổ, đúng không? Em thấy không, bây giờ là mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời tỏ sáng trên đầu mấy ngân hàng. Trời đất ơi má ơi, giữa dịch giả leo thang chết biết nhiêu đứa luôn rồi. Vietnam Airlines cứu trợ nè, thấy không mẹ? Vietjet Air cái bà Thảo bây giờ đi bán muối luôn rồi, đúng không? Mà ngân hàng nó khoe lợi nhuận mấy em, cho chua xót cuộc đời không? Vietcombank là khoe lợi nhuận là thôi lời 6 tháng đầu năm mới có hơn tỷ đô, có lộn hơn nửa tỷ đô đồ. Rồi mấy ngân hàng kia cũng khoe Techcombank đồ, khoe các kiểu. Nó đâu chơi ăn trên đầu trên cổ như mấy ông nội, lãi coi đâu lạ. Đó, mấy ông phải đồng hành cùng doanh nghiệp, ít ra trong mùa dịch này nè, thấy không? Ông thu lãi người ta vô là 6%, ông cho vay 7% thôi. Nó dịch mà không có đâu, không có đâu. Nên anh nói mấy em nghe, giữa ngân hàng với người dân hay giữa ngân hàng với doanh nghiệp á thì nó cần một cái bài toán mà ta phải có kiến thức. Mà để có kiến thức để mà gọi là chơi á thì phải coi video của anh Duy Nguyễn. Không phải Duy Nguyễn mới vô khịa ngân hàng để anh Duy Nguyễn PR tên tuổi, không có. Mà thực tế này nè, cái gầm chơi đây nè, tụi em trước sau dính ngân hàng, trừ khi cuộc đời của em nó quá cùi bắp thôi nó mới dính ngân hàng, ok. Mà bây giờ á, thẻ tín dụng là một trong những dịch vụ, một trong những cái con gà mà đẻ trứng vàng cho ngân hàng. Bữa nay anh sẽ phân tích nửa cái trứng thôi, còn nửa cái trứng là bữa sau anh nói. Anh bảo đảm luôn cái chùm video thẻ tín dụng phải triệu view. Thẻ tín dụng á, nó mang cho đến cho chúng ta một cái sự gọi là đẳng cấp, một cái sự tiện dụng, đúng không? Rất là nhiều người ta lạm dụng thẻ tín dụng, mà cũng có rất nhiều người ta chả hiểu thẻ tín dụng là gì. Thì tất nhiên thẻ tín dụng này anh không mang đây thì nó mới show up cho tụi em coi được, nhưng anh nhiều thẻ lắm. Vậy thì á, có nghịch lý gì đấy mấy em? Mấy nhân viên công ty BBT nó ngu quá. Nó đủ điều kiện làm thẻ mà nó không làm. Nó không làm, nó cầm tiền mặt ra xài chơi vậy đó ba. Rồi từ đó dẫn ra hiện tượng gì? Mới lãnh lương đi bao bạn bao bè, đổ ra đường số 1 này bị cướp nó xu cho. Mất gì 4 triệu tiền lương. Rồi thêm một cái điện thoại nữa. Điện thoại có nhiều đâu. Cái đời mà trước ba mắt này là đời gì mấy em? Nó mất con đó đó mấy em, khóc bù lu bù lo luôn đó. Thôi mày ngu thì chết thôi chứ gì. Bây giờ xã hội bây giờ đang dịch Covid này, trộm cướp nó nhiều là phải rồi, đúng không? Mày tưởng tụi nó thiện nam tính nữ gì mà ra đường biết phòng thủ đó. Bây giờ thẻ tín dụng là một trong những cái mà nó làm cho con người ta chạm đến nhân minh, nhưng mà phải xài đúng cách nha, chơi đúng kiểu nha, chứ không á thì làm giàu cho ngân hàng. Nó không phải là mình thù ghét gì ngân hàng, nhưng mà ngân hàng nó phải được vừa phải thôi, đúng không? Nó vừa phải thôi, chứ không thể nào mà nó chơi nó gài mình vô cái thế mà không biết gì đó. Hợp đồng thẻ tín dụng đưa một đùi vậy nè, đâu có ai rảnh đâu ngồi đọc ba. Mà thậm chí tao xin lỗi tụi bay đọc cũng chả hiểu đó, cái chết là chỗ đó đó mấy em. không hiểu được, nó ghi toàn là cụm từ chuyên môn nào hạch toán quốc tế rồi gì tỷ giá hối đối đồ các kiểu, biết không? Căn bản thẻ tín dụng là gì? Là cái thẻ tiền ảo nằm trong đó, cầm thẻ chọt vô xài xong tới tháng trả nợ, đó là thẻ tín dụng. Nhưng mà cũng những mấy thằng ngu nó nói là gọi xài thẻ tín dụng chi mang nợ, thôi mày ngu quá mày chết đi mày ơi, ngu chịu không nổi luôn. Bây giờ đi ra nước ngoài phải xài thẻ tín dụng đúng không, đi ăn tao quẹt thẻ chứ ai đi ăn móc tiền có đếm xỉa, xưa là Diễm mà giống nói tao ta không, anh cũng có móc tiền có đếm xỉa đó em, nhưng mà anh thể hiện. Ví dụ như anh đi vô nhà hàng của Nhật, thiếu cha hay gì hàng Nhật, mấy nhà hàng nướng như gì Sài Gòn Nhật nhóc, là anh Duy sẽ dùng thẻ, tại vì với bọn này thể hiện không có FP đó. Nhưng mà khi mình đi bia ôm ha, đó là lộn thôi, bia thôi, hay là mình đi ăn nhà hàng mà có mấy em phục vụ đó, là lúc đó là mình phải thể hiện. Má đưa thẻ ra đó mày người có trên hả? Nà, móc tờ 500 ra, khỏi thói em, khỏi thói đó, đó là cách chơi nha. Quay lại mấy nhân viên anh, nó đủ điều kiện làm thẻ tín dụng đúng không? Tôi kể cho bạn nghe cái cuộc đời của tao lần đầu tiên tôi làm thẻ tín dụng nè, vào năm 2000 hồi đó, không biết năm nhiêu nữa. Anh làm ở tòa nhà Y Tao Cộng Hòa, mà nói thiệt với mày á, dân tốt nghiệp qua trường mà được vô Y Tao là cái như nó ngạo nghễ lắm. Không biết thời tụi em sao á, chứ mẹ thời anh mà vô Y Tao là ngạo nghễ lắm. Y Tao nằm ở chỗ phường 13, phường 13 Cộng Hòa. Cái chỗ đó là mặt tiền một đống đường luôn. Một mặt thì giáp Cộng Hòa, mặt giáp Tân Hải, mặt giáp cái gì phải Áp Bắc không ta? Mặt áp giáp Áp Bắc. Rồi tao làm ở đâu cái thẻ Techcombank. Techcombank ngay Áp Bắc luôn, mà cái thẻ đó giờ còn dùng tới bây giờ, và ngày hôm nay anh nói đến thẻ đó. Mà không phải thẻ đó, thẻ của anh thẻ khác. Anh có hai thẻ. Ngày trước á, anh làm công với em, làm công ăn lương, vô nộp hồ sơ đủ lương lậu này nọ, 6 tháng sau kia ngân hàng các kiểu nó cho anh được hạn mức 3 tháng lương, được mấy chục triệu đó. Wow. Anh xài, anh bước vào thế giới ngạo nghễ đó. Nhưng mà khi mà anh mở ra, anh thành lập công ty BBT, anh làm giám đốc rồi, anh quăng mẹ thẻ đâu mất tiêu không biết nữa, không biết luôn. Cái thẻ đó chắc tự nó xóa hay đâu mất tiêu không biết thiệt. Xong rồi tự nhiên bữa hổm có thằng kia hài lắm em, nó chuyển tiền vô tài khoản Techcombank này của anh nè, nó chuyển tiền vào tài khoản Techcombank của anh mấy trăm triệu á. Xong rồi cái anh chuyển rồi thôi đi hàng đi chứ có gì đâu ngại em. Nói chung mà bây giờ tụi em chuyển tiền cho anh vô tài khoản ngân hàng là có sao kê hết trơn, khỏi có chạy đường nào đừng có lo. Anh quên thôi chứ ngày không quên nha. Xong rồi tự nhiên tao quên thiệt. Anh quên là anh quên có số tiền ở trong cái tài khoản, chứ anh không có quên là anh chuyển hàng cho nó, em hiểu không? Tại vì mỗi lần nó chuyển tiền cho anh là anh quất qua phòng kế toán là cái nhà hàng đi rồi. Đó, nhưng mà giờ anh quên có số tiền trong tài khoản để trong khoảng mười mấy ngày á. Tự nhiên có một tổng đài bị Techcombank nói alo anh Duy Nguyễn hả? Em đủ điều kiện làm thẻ tín dụng nè. Nó trời, thẻ tín dụng gì tầm này nữa mày, đúng không? Mà giọng gái nó ngọt quá. Má khổ một cái nó ngọt quá, không biết có đẹp không mà nó ngọt quá. Nó nói chuyện đủ nghe là nổi hứng rồi. Nè, nên mới nói thôi em làm mẹ đi, làm đi gửi tới công ty cho anh này nọ kia các kiểu. Tao nói chơi thôi, mày làm kệ bà mà chứ tao đâu cần đâu trời. Đó. Xong rồi tự nhiên cái sau cái ngày đó, tới 4-5 ngày sau, 7-8 ngày sau, con nhỏ khác nữa alo em tự gọi từ trụ sở của Techcombank này, em gọi xác nhận nó cái thẻ tín dụng của anh yêu cầu làm thẻ tín dụng, bây giờ có thẻ tín dụng hạn mức 50 triệu. Nó không lẽ mình vô gym nữa thôi, 50 triệu mà dành mẹ hút thuốc đi đúng không? Nó 50 triệu thôi, em xác nhận thông tin đem chuyển. Mình lịch sự thôi, kệ mẹ nó thêm thẻ cũng đâu sao đâu. Rồi xong ngày đẹp trời cu khác tới chuyển cho anh thẻ tín dụng 50 triệu, cầm cho vui thôi ba, đúng không? Thẻ tín dụng 50 triệu đó làm gì? Không làm được khỉ khô vậy đó. Nhưng mà tại sao nó có cái vụ tín dụng 50 triệu này? Tại vì sao? Tại vì anh có cái lượng tiền lớn nằm trong tài khoản Techcombank trong vòng 15 ngày đó, là nó biết anh đại gia mấy em. Mấy khứa này nó săn mồi ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Ông nó săn mồi ác lắm, ngân hàng mà, sống nhờ nhiêu đó đó. Nhất là mấy con nhỏ mới ra trường đúng không? Mấy nhỏ mới ra trường vô làm gói thẻ tín dụng, đủ nó bán được nhiều thẻ, nó ăn tiền. Trời đất ơi, em biết không? Cái hệ thống thẻ tín dụng á, là nó ngồi nó nuôi sống ngân hàng là như một bầu sữa, không bao giờ hết. Đó là cái câu chuyện hành trình cái thẻ tín dụng của anh. Vì mấy nhân viên anh thì sao, đúng không? Mấy nhân viên anh cũng làm thẻ tín dụng bèo nhất 3 tháng lương, tức là được cái hạn mức á, hạn mức 3 tháng lương, cầm thẻ đó xài đi, đúng không? Cầm thẻ đó mượn nợ này nọ, cuối năm á thì cuối tháng thì trả không đúng thì lãi liếc rồi đó tính sao. Thẻ tín dụng nó nâng tầm cuộc sống, nó giúp cho tụi em đi du lịch, đi tất cả mọi nơi. Bây giờ tất cả mọi nơi đều có chấp nhận thẻ, nhưng mà ngày hôm nay anh chỉ nói em cái cách mà thẻ tín dụng nó xỏ mũi tụi em chết rồi. Cái chết khi mà xài thẻ tín dụng ngu. Thẻ tín dụng là không lãi suất, tức là tụi em xài thẻ tín dụng, em quẹt, em tới BBT tập gym trả góp gì đó, đúng không? Em tới BBT tập gym trả góp là em quẹt cái thẻ đó, là nó không tính lãi suất của em trong vòng chu kỳ 45 ngày. Yes. Vậy thì tụi em phải hiểu cái chu kỳ 45 ngày là cái gì. Thằng ngân hàng đó, nó sẽ có một khoảng thời gian sao kê. Anh lấy ví dụ ngày 20 mỗi tháng, đúng không? Ngày 20 mỗi tháng nó sẽ sao kê một cái cục là cái số nợ của mày tới thời điểm này tao phanh lại là 10 triệu. Vậy thì nếu mà mày trả 10 triệu này liền hoặc là trong vòng 15 ngày nữa mày trả thì tao không tính lãi. Còn nếu mà mày trả trễ thì tao sẽ tính lãi dựa trên số ngày mày đã trả trễ. Cái lãi nó phải gấp 4 gấp 5 lần cái lãi suất huy động của ngân hàng đó. Nó ăn cái lãi đó đó. Bởi vậy thẻ tín dụng gặp mày nó gọi là nó chào hỏi thấy thương lắm. Mà bây giờ á, cái con nhỏ mới ra trường đi, nó lợi dụng nhan sắc, nó vô nó bái trúng bên Duy Nguyễn, nó hốt 50 cái thẻ tín dụng trong công ty anh. Nó đủ target rồi. Từ trong đó có ông trưởng phòng, có ông phó giám đốc, có ông công nhân quèn, tùy mỗi mức một cái hạng mức khác nhau. Họ thẻ Platinum, thẻ Silver, rồi thẻ Gold gì tùm lưa hết, đúng không? Hạn mức 3 tháng 6 tháng nè, cái vấn đề nằm chỗ đó. Nên có rất là nhiều cái ngân hàng nó muốn vô công ty anh để nó cái thẻ tín dụng. Gặp nó khó lắm, tao nói thiệt đó. Vụ lẻ từng thằng cái vụ Đạt Trần đó, mẹ vụ nó thẻ tín dụng với bào mình nó đi đó. Chứ bây giờ nó đưa nó gặp anh, nó kêu anh giới thiệu thẻ tín dụng cho đám nhân viên của anh, thì anh giới thiệu thẻ tín dụng cho đám nhân viên của anh, rồi thêm mấy đám nhân viên của anh nó ngu bò. What the hell? Ồ, nó ngồi nó trả lãi cho ngân hàng không rồi chẳng nào mà đẩy nó vô đường nợ nần, đúng không? Đang đẩy vô nợ nần không có được. Nó gặp tụi em nó cũng nói vậy đó, nó nói giờ anh trả lãi trong vòng anh trả trong vòng 15 ngày thì không lãi, tức là chu kỳ của anh là tháng, bước 30 ngày thêm 15 ngày nữa 45 ngày lãi 0%. Khi nó làm vậy, tao nói mày cái cuộc đời này nó chó má lắm, nó lừa nha, để nó sống thôi. Đó, mấy cái thằng khùng á nó lừa kêu là trộm cướp, còn cái thằng tài phiệt nó lừa đó là lừa hợp pháp, nó lừa là mày ngu, đi ra tòa cãi tại mày ngu. Nên tao thiệt các bạn, những cái chặng đường xương máu này không phải là người Việt Nam lừa đâu, bên Mỹ nó bị lừa nữa mày ơi. Ông xã hội nào cũng có ngu như nhau à. Đó, ngày hôm nay anh sẽ cho tụi em bớt ngu cái điểm này. Rồi bây giờ thí dụ nha, cái thẻ cốc của anh là 50 triệu ai cũng biết rồi đúng không? Thì bây giờ anh cũng đang nợ nữa mẹ ơi. Mẹ bữa hổm đi đâu bao nhỏ gì ăn gì quẹt gì quên bà đó rồi. Có nợ, tại cái thẻ là thẻ cốc của anh dùng anh đi ăn anh quăng tờ lưa hết nè. Mẹ tao thật sự mẹ cái xã hội Việt Nam mà tao trả tao thằng chó nào luôn á, thiệt luôn á. Cuộc đời này nó lừa đảo anh nhiều quá em hiểu không? Để nó làm cho anh ra một cái thằng Duy Nguyễn nó sống nó không còn lý tưởng nữa. Ông ngày xưa lý tưởng ông em là chú bộ đội, em là chú công an đồ, em mang hòa bình tới cho nhân loại đồ, rồi xong rồi em làm từ thiện đồ, em Phan Anh đồ các kiểu. Má cuộc đời khi mà ra thực tế nó không như là bài thơ. Ông má nó lừa từ thằng A tới thằng B, từ con C tới con thằng D luôn. Ông má cái miệng hiểu nó yêu mình, nói anh yêu em không phải vì tiền đâu mà ngày đóng bào hết. Lộn nó ngược, em yêu anh không phải vì tiền, em yêu anh không phải vì anh là Duy Nguyễn, anh không phải là người nổi tiếng, mà anh yêu anh vì cái tính chất của anh, vì con người của anh. Má nó bữa ách khắc, bữa Apple, bữa điện thoại, bữa quần áo, mỹ phẩm, son, nó cộng lại gần cái tỷ bạc luôn. Nghe nó mình nuôi nó mập tới răng luôn, mà tối ngày nhắn tin nó khủng bố, nó trời đất ơi anh không còn thương em nữa hả? Anh không em không ngờ anh là người như vậy. Má cháu tắt bỏ alo quá mày, cái ngữ như mày tao thì tao nuôi sugar baby đó còn biết điều hơn nha. Nghe đang trăm công nghìn việc, đang áp lực cuộc sống, tình tiền tụ tội bao nhiêu là cái thứ trong công ty, đúng không? Còn phải phục vụ cộng đồng, phục vụ fan này nọ nữa. Gặp mấy con bồ cà khứa. Nếu mà tụi em là anh nó, tụi em có nóng nó không? Nhưng mà xã hội này nó là như vậy, đúng không? Xã hội này nó là như vậy. Rồi gặp thêm mấy thằng fan trời ụ nữa. Mấy thằng fan trời ụ là mấy thằng fan than nghèo kể khổ á. Mấy vô anh Duy Nguyễn ơi, em thích tập phòng, em hâm mộ anh từ bế đốc đầu tiên này nọ các kia. Rồi xong rồi em tới tập một hoàn cảnh khó khăn, anh cho trả góp 400.000 tháng đi. Nó không phát một bữa sau trả dắt nhà nó tầm bậy. Trời ơi luôn á, không nói được thành lời luôn. Mấy cuộc đời nó lừa nó lừa anh tới vậy đó. Từ con đàn bà cho tới thằng fan, những cái đối tượng mà mình gọi là tin tưởng nó nhất, mấy nó lừa mình thì mình nghĩ là cuộc đời tao còn tin gì nữa. Anh chỉ ví dụ trong 2.000 sự kiện thôi, nhiều lắm đó. Nên thôi, thực tế sống đi ba. Bây giờ anh Duy sẽ hồi nãy quên anh nói là tại sao mà anh không tin ta đúng không? Anh phải đề phòng tao đúng không? Thì bây giờ cái thẻ cốc của anh nè, ở Việt Nam này nó không có văn minh mày ơi. Việt Nam này sống đâu thiệt, cái mẹ nó bắt chước tư bản mà nó sống như bò vậy đó. Biết sao không văn minh không? Bây giờ tao trả thẻ thì nhiệm vụ mày cầm máy bóp tới đây mày cà ba, đúng không? Tao nhìn mày chứ bây giờ mai tao đây mày cầm thẻ tín dụng tao vô đó mày chụp hình hai mặt lên Amazon mua hàng chết mẹ tao à. Bởi vậy cái thằng ngân hàng cái thằng nhà hàng nó đào tạo ra những cái đám nhân viên không có văn minh, không có xứng tầm đẳng cấp với cái nhà hàng. Mấy em thấy đúng không? Đó, bây giờ ví dụ nó tức quá không mang thẻ xuống, ví dụ cái thẻ tín dụng nó vậy nè, nó cầm thẻ tới đưa cho thằng Đạt, đưa thẻ cho nó thì nó phải cầm máy bot tới, cái máy bot là cái máy để mà gọi là quẹt thẻ đó. Nó phải cầm tới, còn không thì nó phải để cái máy bot chỗ nào vị trí nào thanh thiên bạch nhật để tao coi. Nó đem vô buồn, nó đóng cái cửa lại, ai biết nó làm gì, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó đem vô buồn, đóng cái cửa lại, nó điện thoại đã chụp bạch bạch rồi xong nó quẹt xong trả thẻ tao, đúng chưa? Rồi xong nó lên Amazon nhập tài khoản ID vô, mèo Kitty gì đó, mua gì quần xì Victoria xí rịch đồ này nọ chục bộ, rồi mua son mỹ phẩm chục bộ, tính tiền ra $1000, điền thông tin thẻ, mới hắt được khứa Duy Nguyễn chiều nè. Mới nhập vô số code, số CP 3 số làm sao nhập kịch vô enter cái cặp. Mới thí dụ như gặp cái thằng mà Amazon đi, nó biết điều đi thì nó chặn cái thẻ này liền luôn. Tại vì mày hack thẻ tao, tại vì mày mua là con gái mà tên thẻ là con trai, họ hàng cũng khác nhau nữa là mày hack cái chắc rồi. Nó bụp thằng này luôn, nó gửi thôi thông tin tình báo CIA bắt cộng đầu rồi luôn. Nhưng mày Việt Nam thì hơn thôi, đúng không? Còn nhưng mà mấy thằng lụi kệ mẹ, tao lấy tiền thôi đã. Ồ tao lấy tiền thôi đã, nó quốc tế nó kiện được đâu, tại tự nhiên tao mất tiền cho quần xì không? Em hiểu anh nói gì không? Nó ý cái bọn Việt Nam nó vậy đó, mốt em đi ăn em đi với gái kêu lôi đầu móc thẻ đây cà mày. Còn ở bên Mỹ á thì anh đưa thẻ nó không sợ, anh đưa thẻ đen nó cũng sợ nữa. Ở bên Mỹ nó làm sai tao kiện xuất quần nó, còn ở Việt Nam á lo cãi lộn khỏi kiện mệt lắm, đúng không? Bởi vậy đó là cái lý do tại sao anh Duy Nguyễn có thẻ cóc 50 triệu. Mày có lừa tao, tao mất 50 à, chứ không phải mày lừa tao mất 1 tỷ, đúng không? Nó chơi vậy đó mấy em. Anh có thẻ cóc ở đi á, rồi giờ anh trả nợ thẻ cóc nha, trả nợ thẻ cóc. Đầu tiên trả nợ thẻ cóc thì anh xài thẻ Techcombank á, thì anh sẽ vô trong ứng dụng Techcombank. Đó, ứng dụng Techcombank nha mấy em. Tại vì điện thoại mỗi cái app mà đặt cái badge khác nhau. Nó mẹ nó đặt một badge chung nó biết nó hack cái đùi. Nó là nghệ thuật mà, vi diệu. Thời buổi này công nghệ 4.0 ngu chết. Nói chung mấy em đừng cười tài khoản anh nha mấy em, đừng mà tài khoản cóc thôi ba. Cái tài khoản này là cái tài khoản dùng để gọi là ấy á. Bây giờ mình phải vô chọn mục thanh toán thẻ tín dụng. Trời chốt mẹ nó lót hơi lâu, mạng phòng anh nó hơi yếu nha. Rồi thanh toán thẻ tín dụng. À quên nữa, cài hình màn hình cho đẹp trai vô ba. Thêm hình nền, thêm sửa chữa ảnh của bạn, rồi kiếm hình coi chu, đúng không? Rồi ok, không biết chọn cái gì bây giờ đây. Hình này ngạo nghễ nè, không biết hình gì nữa. Không đóng súp đi cho nó sò cho ngầu. Rồi ok, hơi ngựa chút mấy em. Rồi xong rồi giờ chết mẹ, phần thông tin tao sẽ xóa cho mày, quên nữa. Má vô app có phần thông tin đâu. Má quýnh chết mẹ luôn. Rồi nói chung á, bây giờ á, cái điện thoại của anh mà bị hack á là tao sẽ chém thằng Đạt Trần trước. Tại vì có mình nó ngồi đây ha. Vô phần phần nào cho ta, phần quên mẹ rồi, phần thẻ thôi coi. Rồi ok, vô phần thẻ. Gì kỳ vậy, mở thẻ ngay, thẻ tại nhà cái gì á bố. Chết bà, rồi lâu quá không trả tiền quên mày ơi. Tự nhiên giờ như đứt sao nó vô được chỗ này, thôi kệ mẹ nó. Anh đang ví dụ cái vụ nó gài mình thôi, chứ không phải ví dụ tụi em mở thẻ Techcombank nha, anh khủng ương này đâu. Rồi em nhìn trên màn hình em thấy nè, số dư tạm tính là 18 triệu. Đó là hôm nay bao gái hết 18 triệu rồi đó. Rồi em nhìn nè, hạn mức tín dụng 50 triệu. Vậy là Duy Nguyễn có nói có sai không? Số tài khoản xin che. Để cái này nè, cái thời hạn thanh toán theo sao kê là ngày 12 tháng 8. Là chu kỳ thằng này nó là ngày 12 tháng 8 đó. Thêm một cái nữa là tụi em nhìn nha, cái khốn nạn mà cái chó má nhất của nó là gì? Mức trả tối thiểu theo sao kê, tức là 981.000. What the hell? Tao nợ mày 18, tao nợ mày 19 triệu. Tại sao mà lấy tao có 1 triệu? Nếu mà tụi em ngu á, mà tụi em cứ để cho mọi sự việc nó diễn ra một cách automatic á, một cách tự động á, là tụi em dính bẫy nợ chó má của ngân hàng liền. Tao nợ mày 19 triệu, mày đòi tao có 1 triệu rồi, không lẽ mày cho tao 18 triệu? Nó cũng có cho 18 triệu đó em, mà nó cho nợ. Thì anh mới nói em cái gì, 18 triệu đó nợ đó là lấy lãi xúc quần mày luôn. Nó lấy lãi còn hơn xã hội đen nữa mấy em. Nó thằng này là cướp ok, đúng không? Cái này là nó chung á, nó không phải là cướp mà nó lừa, cái gọi là cái sự ngây thơ của tụi em. Nó lừa tụi em đó. Mày mốt tá quả thông tin đổ ra ngân hàng phát mà của tao nợ nhiều dữ vậy. Mày có xài không? Dạ có. Vậy phải rồi, cãi bằng trời. Nên tao nói rồi, cái thẻ tín dụng á thì có mượn thì phải có trả. Cái bản chất của thẻ tín dụng chỉ là giúp cho cuộc sống mình tiện lợi hơn thôi, chứ không phải đó là cái con heo mà em rút tiền ra em xài hoài. Yes. Đó, mà thẻ tín dụng hạn chế rút tiền là nó giống nó nói em mượn tiền, mà mượn tiền tính lãi rất là khốn nạn, 20% một năm. Thì vậy tại sao? Tại có phải ngân hàng nó sống nhờ mấy thằng ngu không? Nó mới thấy mày hút, thấy cuộc đời nó yêu mình chưa? Thấy cuộc đời nó thương mình không? Rồi thôi giờ anh vô anh trả nợ cho nó đã đòi thấy mẹ luôn. lít cho chữ thanh toán nè, nó gài hàng nè con, ghi là thanh toán cho số thẻ này. Bây giờ nó ghi là số dư tối thiểu là nãy nó mới đòi 1 triệu đó, dư nợ sau kê là 10 triệu. Cũng có dư nợ sau kê xong giờ nó lên tới 20 triệu rồi. À, nó lấy hàng khứa 19 triệu này nó cộng với cái số dư nợ tối thiểu. Đó là ra 19 triệu. Anh chưa có thời gian để anh coi cái số 19 triệu đúng hay sai nha. Ủa này á. Thì rồi nhập số tiền, tức là ở đây tụi em có 3 sự lựa chọn. Một là trả theo thấp nhất rồi xong phần kia đóng lãi. Đóng lãi là yên tâm đi, lãi là tự thu. Rồi dư nợ sau kê trả một lần là xù. Đó, rồi nhập số tiền, ví dụ như tiền tài khoản em không đủ á, em đang nợ 20 triệu mà tài khoản em có 10 triệu thì em nhập cho 10 triệu vô em trả trước đi ba. Rồi, còn anh á, nói chung anh là thẻ tín dụng anh là để khịa thôi, anh dư tiền nên trả, yên tâm. Đích vô dư nợ sao kê cho chắc cú. Đó. Đúng chưa? Xong nhấn thanh toán. Cuộc sống nó tiện lợi làm sao nếu mà em biết. Còn nếu em không biết thì em chết với nó thôi. Rồi xong tự nó quất luôn trời. Á đù, không nhập app luôn ba. Tại sao nó làm vậy? Nó không sợ anh chửi nó. Tại vì sao? Tại đây là cái ứng dụng anh trả cho anh. Nhưng mà cái này chút nó đòi badge nè. Cái này chút nó đòi badge nè. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu không? Tức nó không hiểu nha ba. Tức là mình đang xài một cái dụng mình trả cho mình. Thì thằng khác, thằng Đạt mày cầm điện thoại tao mày hack thì cũng là mày trả cho tao thôi. Không phải là tiền đi ra chỗ khác. Nói chung tiền từ tay chồng qua tay vợ khỏi kiểm tra, ok. Rồi rồi ngoài nó báo không? Anh chơi vậy lắm em. Ô mất cái điện thoại đó, cái điện thoại này chuyển mà điện thoại này ten. Đồ mà chó chưa? Em biết là thẻ tín dụng mà nó gì? Nó mini return là biết nhiêu lâu không? 45 ngày chưa có đó con. Bởi vì mấy cái tủ ngân hàng là nhiều cái sùng gai cái đó lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà lúc nào nó cũng đạo mạo, lúc nào nó nói chuyện nó cũng rất là đạo lý và lúc nào nó cũng rất là đạo đức. Mà nhất lên báo nữa. Ừ, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đồ. Chúng tôi luôn lắng nghe doanh nghiệp là hơi thở của chúng tôi đồ. Con bò vàng cho mày hút sữa thôi. Nó ở đây anh ý anh nói cho em đó là cái cách tụi em thanh toán. Cái cách mà tụi em thanh toán mà ngu là chết với nó liền. Ở đây là chỉ ví dụ Techcombank thôi, còn nhiều khác nữa. Thì tụi em xài thẻ của con quỷ nào đó thì phải coi kỹ lại vấn đề đó nha. Còn nếu chung những thông tin nào không rành về thẻ thì cứ phải liên hệ anh. Nó nhất là cái số cái thẻ đó em khóa tính năng internet luôn, khóa luôn, không có để tính năng internet nó hack thấy mẹ luôn đó con. Ô hacker mạng nó sống nhờ này mà. Thôi thông cảm em, tao quên nói mày điện thoại cốc nữa. Anh nhiều điện thoại lắm này mới, cái này mới thiệt nè. Cái này mới thiệt nè. Cái điện thoại thiệt á là dành cho tài khoản thiệt. Điện thoại cốc á dùng để cho tài khoản cốc. Đúng không? Cùng lắm tao mất cái cốc thôi, tao không mất cái thiệt. Mà tao mất cái thiệt tao còn cái cốc. Sống trên đời tao thiệt cái mà đời nó khốn nạn lắm. Ở bên Mỹ nó vậy nè, có những cái người á mà người ta xài thẻ tín dụng mà tao biết app hay là tao không gành app hay là app nó không có gì đó, cái nó chạy tới ngân hàng nó trả, xong nhỏ ngân hàng thôi đừng trả hết, trả chút thôi, nó tư vấn sao hồi nhỏ là chịu luôn mày, trả một chút thôi để ăn lời á. Mà tại bên Mỹ nó có vụ Reddit đó, điểm Reddit đó, điểm Reddit càng cao á thì và lãi vay càng thấp, mua hàng càng ngon, mượn tiền càng dễ rồi đó. Mà cái điểm Reddit là cũng phải cho thằng ngân hàng nó ăn nhiều nữa mới lên điểm Reddit cao, giống như tụi em chơi game nạp cạc vậy đó. Thôi bây giờ cái video về thẻ tín dụng á thì nói tóm lại á, thẻ tín dụng nó sẽ ăn lời tụi em. Yes. Nó ăn lời tụi em dựa trên cái mà tụi em không biết, nó nói thì không có sai nhưng mà nó sẽ không nói đủ. Nó sẽ gài tụi em vô những cái cây đó, những cái cây đó đã ăn lời tụi em. Mà thẻ tín dụng là một trong dịch vụ mà ngân hàng kiếm sống, ok. Xài thẻ tín dụng là văn minh, tụi em cố gắng xài thẻ tín dụng đi. Đúng không? Nhưng mà phải xài đúng cách. Anh Duy Nguyễn là chuyên gia tư vấn thẻ tín dụng free. Anh Duy Nguyễn không có làm cho ngân hàng nào hết á, nhưng mà anh Duy Nguyễn rất ghét cái kiểu mà làm ăn gian dối, cái kiểu mà làm ăn chụp giật, đúng không? Anh thích cái kiểu làm ăn có làm sao nói vậy, chứ anh không thích cái kiểu làm ăn mà lừa đảo người ta, ok đó. Và anh hy vọng là thông qua cái kiến thức video chia sẻ, tụi em có đủ thêm cái kiến thức về tài chính, và cách quản lý tài khoản, giống như anh nhiều tài khoản cốc với cốc đó, để nhiều cái ứng dụng khác nhau để OTP nó không bị, nói chung là cách bảo mật thôi. Và còn nhiều chiêu khác nữa thì sẽ nằm trong những video tiếp theo đó. Hy vọng các bạn đón xem. Bye bye, cảm ơn các bạn. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.